của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào bạn, bây giờ sẽ đi vào chi tiết tô màu các bạn. Bướng này, bướng này, bướng này. Nè, liền đỏ gì thế? Rết mọi tháng. Này nè. Bây giờ mình cắt cái màu xong nha các bạn. Đúng mấy anh chó đẻ này. Đi làm xếp tiếp tục cái màu nha các bạn. Ô này lên giày kinh tưởng hay lên giày gì? Ai à. Thế đây. Đừng khá trụ nó, đừng. Ê! Ôi ôi, chết rồi. Bướng này, bướng này, bướng này. Ui ôi.
Mày lẹ quá. Thì vậy bây giờ mình nghe kết thúc như vậy. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào các bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu như vậy này. Đừng nghe, em có gì không quy được rồi. Giờ mới có 2 phút rồi. Vai luôn. Chị điều ghê thật. Em giờ phép mà đánh cái nào được có mình nghe nhỉ? Mắc chịu. Mẹ đánh làm to nữa. Mày tôi tao chứ. Cháu một tuổi đi. Đặt chiếc mặt thì đưa một tuổi. Quy đi quy đi quy đi quy đi quy Chỗ ấy được, chỗ đầu hàng được, cái gì mẹ nhà mình chỗ đầu hàng gì thì... làm xếp tiếp một lần nữa nhé. Quán ấy mà đúng không? Đấy. Không có quán. Nó dạy đi 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 thì phải cẩn thận cắm ruồi vẫn nhỏ. Chắc là trăm bì mà xong trừ lúc sáng lại hết bì
sủi đấy.